Chào các con học sinh lớp 5. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tập làm văn. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe bài văn tả một con vật mà em yêu thích. Mời các con tham khảo. Tập làm văn, đề bài: Hãy tả một con vật mà em yêu thích. Bài làm: Hè năm ngoái về quê, em được bà nội tặng cho chú mèo tam thể rất đáng yêu. Em liền đặt tên cho chú là Bon. Lúc mới về nhà em, Bon còn bỡ ngỡ lắm. Vì thế, lúc nào em cũng gần gũi, chăm sóc để Bon đỡ buồn. Thân hình Bon chỉ bằng chai nước La Vi. Thế mà bây giờ chú đã phỏng phao bằng chai Coca to đại. Cả nhà ai cũng thích ngắm bộ lông mềm mượt như nhung màu trắng, vàng xen lẫn màu đen rất đúng với cái tên mà người ta gọi chú là mèo tam thể. Trên đầu tròn như quả cam của mèo, hai chiếc tai giống như hình tam giác, luôn vảnh lên, động đậy. Như đang nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh, nhất là tiếng chít chít của lũ chuột. Đôi mắt xanh như màu nước biển có thể nhìn được cả bóng đêm. Bộ ria mép vảnh lên giúp chú đi đêm mà không bị va chạm vào vật gì cả. Bốn chân bon có những cái móng vuốt vô cùng sắc nhọn, khiến lũ chuột phải khiếp sợ. Mỗi khi nhìn thấy chú, dưới bộ móng vuốt đó là nệm thịt giúp Bon di chuyển êm như ru mà không gây tiếng động. Em thích nhất cái đuôi dài thướt tha duyên dáng. Lúc nào chú cũng liếm láp, trải chuốt thật mượt. Bon rất thích ăn ngon, nhưng thường ăn rất ít. Đến bữa, em cho Bon ăn vài con cá rô. Bon thích lắm. Những ngày nắng ấm, Mèo thưởng ra sân nằm dưới gốc cau, ưỡn cái bụng ra đón nắng, đôi mắt lim dim, cuốn vàng ở đâu lao tới. Chúng đùa giỡn thân thiết như hai đứa trẻ. Lúc sau, bòn chạy vụt lên xe máy của bố, cào cào, như, đài, như đang mài bộ móng vuốt sắc của mình. Mỗi khi em ngồi học bài, bòn lại sát bên, rụi rụi, thân thiết như một người bạn. Bòn bắt chuột rất giỏi khi màn đêm bu xuống cả nhà đã chìm trong giấc ngủ thì bon lặng im co mình rình chuột chính sự im lặng này đã đánh lừa một tên chuột nhất thập thò ở góc bếp rồi nó bò hẳn ra ngoài chỉ đợi có thế nhanh như cắt bon lấy đà tung mình chụp lên con mồi rồi tha vào gầm giường vờn cho hắn ta chết lịm đánh chén một bữa no nê thỏa thích em rất tự hào về bon Đúng là một dũng sĩ diệt chuột. Từ ngày có Bon, nhà em không bị lũ chuột quậy phá nữa. Bon quả là một con mèo khôn ngoan và biết nghe lời. Em hứa sẽ chăm sóc Bon thật chu đáo để chú sống với gia đình em mãi mãi. Bài văn tả một con vật mà em yêu thích đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem bạn nào chưa đăng ký vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh dạy con học tiểu học nhé cô chào các con